Tất cả các bác nha, hôm nay là ngày 26 tháng 11. Hôm nay em lại tiếp tục em lên cho bác cái lô đồng hồ mới về các bác nhé. Các bác ưng em nào thì nhanh tay liên hệ. Số điện thoại em là 0383 440 440. Đấy, con đầu tiên xuất chiều cho các bác này. Đây, bọn em Hugo Loss. Cái bản này lâu lâu lại có. Những cái bản này thì nó hay về này. Còn những cái bản Rolex kia ít, thật sự hiếm lắm. Này, các bác nhìn. Những cái bản này nó rất thỉnh thoảng ấy, em về được, rất là hay hay được về được những con này. Đấy. Một em Hublot VIP chưa? Này, mỏng dính. Cơ automatic các bác nhé. Đẹp thì chấm hết rồi. Quá đẹp quá nha. Một em Hublot. Còn đeo tay chất. Chất hơn nước cất. Đẹp ạ. Này đúng là không có điểm gì để chê đâu. Wow, xe to kìa, bạn xe 41 không bác nhé. Xe to phết đấy. Con này mã M10 M14. Đấy, size của nó là 41 này. Bác lớn này em để bác cái giá là 12,5 triệu bác nhé, 12,5 triệu này. Quá rẻ. M14 size 41 giá 12,5 triệu. Tiếp tục em lên cho một cái bản này, bản này đẹp lắm. Bản Rolex thì cực kỳ chất luôn. Bản Long Zin. Em có nhìn bản Long Zin đẹp không ạ? Máy Nhật bác nhá, Long Zin máy Nhật. Liền xoay luôn. Con này dày nặng quá nhé. Một em Long Zin. Cơ auto tích tự động thôi nhé, một con hàng Longines máy Nhật. Em là size 41 quá nhỉ, size 41 ạ. Size 41 mã M15. Size 41 này, con này giá của nó là 2 triệu 6 nhé. 2 triệu 6 các bác nhé. Đấy, M15 size 41 giá 2 triệu 6. Đây, em lên cho bác một con này. Con này các bác nhìn đẳng cấp của nó khác các bác nhé. Thương hiệu này các bác đủ phê chưa ạ? Unever Sti nhá. Unever Sti. Sri. Con này thì đẳng cấp lắm các bác nhá. Cho ngắm nhìn con này luôn. Unever Sri. Pin nhưng mà VIP lắm các bác này. Này đeo bác nào tay to đeo này quá xịn sò luôn. Như một thỏi vàng đá này.
Nhìn những con này là sướng. Khóa này mở thế nào ta? Đây có nhiều cái đáy đó nè. Chiêm ngưỡng cái đáy con này. Đẹp chưa? Wow, con đồng hồ quá VIP các bác ạ. Này những cái mẫu này chỉ mình em có, các bác chả mua đâu ra đâu các nhé. Những con này hàng này em đấu trực tiếp với nước ngoài không phải đâu có đâu, Việt Nam có nổi đâu. Quá VIP luôn. Sự là đeo lên tay đẹp lắm các nhé. Sang trọng. Sai cái này bao nhiêu đây? Ai giờ 43 này. Em này size 43 các bạn nhé, size 43. University. Điện pin mình nhá. Này, cực kỳ VIP rồi đấy. Mã M. Đây là mã M16. Size nó là 43 này. 43 thì nó to như cả 45 46 các bạn ạ. Lấy cái này để ra cái giá là 3 triệu rưỡi. 3 triệu rưỡi một em hàng này các bạn nhé. Lần này nó độc. Đồng nhất vô nhị không con thứ hai đâu ạ. M16 size 43 giá 3 triệu rưỡi. Con Omega đẹp. Em thích cái mẫu Omega này. Omega này chống nước, chống nôi mình đi mới bền khủng khiếp luôn những cái dòng này. Này có những cái dòng Omega này. Đấy, chạy pin mà nghe. 2 ô lịch này, 2 ô lịch góc 3 giờ. Lịch này lịch gì nhỉ, chẳng biết. À đúng là lịch nó là nó vào đây đúng không ạ? Nó chạy theo đường vòng vào đây. Đúng rồi. Kém tâm. Đấy, một em Omega con này thật sự là quá đẹp các bạn nhé. Thật sự luôn. Không chơi được không ạ? Em này size 41 ạ. Size 41. Mã này là mã M17. Size 41, con này giá là 1 triệu 2 con nhé, 1 triệu 2 ạ. Đấy, M17, size 41, giá 1 triệu 2. Đây, liên tiếp bác một con Nhật xịn sò đấy bác này. Thương hiệu này các bác xài cực kỳ sướng luôn bởi vì nó là thương hiệu của Nhật các bác nhé. Đây ạ. Đấy, một em hãng của Nhật đây ạ. Đấy, mặt kính sapphire. Thương hiệu có gì đeo ạ, mà kính sapphire nhá, chống nước 30 mét. Những con này chống nước tốt lắm, dòng chạy pin này mới nghe. Con này có đeo tay đẹp thật sự đó. Đây. Rất là đơn giản nhưng đẹp thế. Đấy. Mặt kính sapphire nữa.
bốn ba mươi mốt này. Sai của nó là 31 37 các bác nhé. Sai 31 37. Mã M18. Sai 31 này. 37 này. Đấy, giá là 1,2 triệu. M18 sai 37, 31 37 giá 11,2 triệu. Này em lên cho bác một con của em Calivan. Con này đắt lắm bác nhé. Con này nó hàng và nó siêu đắt. Mà đẹp không bác ạ? Đắt nhưng mà nó lại chất là đẹp này. Nhìn sướng không ạ? Một con Calivan hàng chính hãng 100% bác nhé. Bác nào phát hiện có phải hàng chính hãng em tặng luôn, được chưa? Đấy. Một Calivan hàng này là hàng khủng siêu phẩm rồi. Bóc lên lông cho bác nhìn nó dễ. Đấy, nhìn cái máy nó nhé. Đấy. Máy là máy mi xịn bác nhé. Máy mi xịn sò luôn đó. Đây đeo lên tay thì chấm hết luôn. Caravan này. Đẹp. Đúng là hàng hàng bản limited đúng không ạ? Bản hiếm hoi vào cái này. Đẹp lắm luôn đúng không ạ? Mà đẹp bình thường nữa. Size 42. Con này nó đắt tiền lắm bác nhé. Này như là nó 5 triệu mấy sao. Em xem lại cái giá nào. Size 42. Mã M19. Size 42. Giá con này là 4,8 triệu bác nhé, 4,8 triệu này. Đấy, M19 size 42 giá 1,8 triệu. Đây, bản Rolex này đẹp lắm này, Rolex này cực kỳ hiếm luôn. Em rất khoái bản Rolex này luôn. Này các bác nhìn các bạn này. Đẹp. Khóa là phải dòng khóa to. Các bác nhìn thấy phê không? Nhấc người chưa? Một con Rolex nữa nha. Cơ automatic. Đấy. Nhường băm này. Trời ơi, nó đẳng cấp không ạ? Máy thì ba ba là máy chuẩn Thụy nhá, máy chuẩn Thụy Sĩ nhé, đẹp lắm. Từ dây khóa là bác độ hoàn thiện của nó này. Qua các bác ơi, không có từ thì phải chê con này. Nhìn lại con liền băm đấy chứ, nguyên siêu chứ bác. Đấy, bắt đầu tay to tay nhỏ đeo này đẹp hết luôn nhé. Này này không có điểm gì mà chê nổi. Size của em nó là size 42. Size 42 này. Con này mã nó là mã M10 sao. Con này mã M20.
size 42 này. Đấy. Con này giá cực kỳ mềm bác nhé. Giá con này là 12 triệu 800. Đấy. Con này 12,8 triệu bác nhé, một con Rolex. M20 size 42 giá 12 triệu 800. Đây, nay về con này. Một con Citizen, cái dòng thương hiệu đình đám. Con này lúc nào giá nó tầm trên 10 triệu các nhé. Một con Citizen dòng máy búa sống sét các bác ạ. Toàn giấy tờ Nhật các nhé. Hàng Nhật bãi nó đẹp lắm. Con này lâu lắm em thấy nó có con nó đẹp nữa này các bác nhìn. Đấy, một con Orion cơ auto thích tự động. Máy này có những bộ máy này sướng không? Đấy, ăn nhau cái bộ máy có nhìn được. Đây gọi là búa sấm sét quá nha này. Em Citizen cái dòng máy này, cái dòng máy này chủ yếu lắp vào những con đồng hồ mấy chục triệu nhé, không phải lắp được những cái đồng hồ chục triệu đâu ạ. Cái bản này nó thế nào lắp cái máy xịn thật này, mỏng dính nhé. Sai cái là sai 40. Size 40 mã M21 size 40 này giá này là 6,2 triệu 6,2 triệu con Citizen này bác nhé. M21 bác nha. M21 size 40 giá 6,2 triệu. Đây em lên thì bác một quả Calivan nữa. Bạn đeo không ạ? Bạn là cực kỳ chất luôn. Ôi trời, ôi một con Calivan được đính 12 viên đá đỏ nha. Cơ auto có tích tự động, một con hàng chính hãng Calivan luôn. Nhưng con này máy nó cực xịn rồi. Máy nó đang xịn nhất thời điểm bây giờ nhá. Đây. Máy Mimotao nhá. Chống nước 30 mét. Cho chữ các bạn đẹp lồng lộn luôn. Size 40. Caliban size 40 mã M22 size 42 M22 size đâu có này M23 rồi. M23 nhé, M23 size 42 à size 40. M23 size 40 này. Giá con này là 3 triệu 4 ạ.
M23 size 40 giá 3,4 triệu. Size 42 là con lúc nãy. M23 này size 40 giá 3,4 triệu. Đó, đây video ngày nay em xin phép tạm dừng các bác nhé. Có ưng em nào nha tay liên hệ ạ. Em xin chào các bác.